Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 148. Hallelujah! Từ các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vật sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Các núi và mọi nõng, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả. Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah. Chương 4. Vậy, vì Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi. Hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu, thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích. Một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với Đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng ra cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Vậy hãy khôn ngoan, tỉnh thức mà cầu nguyện. Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Người này người khác phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn. Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau. Khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Đức Chúa Trời. Nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Đức Chúa Trời ban, hầu cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lai việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Lại, nếu người công bình còn khó được rồi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Chương 5.
tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả mình. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn chiên hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển, chẳng hề tàn héo. Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn, đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Đấng Christ, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Tôi cậy xin văn là kẻ tôi coi như một người anh em trung tín, viết mấy chữ này đặng khuyên anh em và làm chứng với anh em rằng ấy là ơn thật của Đức Chúa Trời. Anh em phải đứng vững trong đó. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau. Nguyện xin sự bình an ở cùng hết thảy anh em trong Đấng Christ. Chương 11. Roboam trở về thành Jerusalem, bèn nhóm nhà Juda và nhà Benjamin được 18 vạn chiến sĩ kén chọn, toan đánh giặc với Israel để đem nước về Roboam lại. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-ma-gia người của Đức Chúa Trời rằng: Hãy nói với Roboam con trai của Salomon vua Juda và với cả Israel trong Juda cùng Benjamin mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ đi lên chinh chiến với anh em mình, mỗi người hãy trở về nhà mình, vì việc này tại ta mà xảy đến. Chúng nghe theo lời của Đức Giê-hô-va và trở về, không đi đánh Jeroboam. Roboam ở tại Jerusalem, xây các thành trong đất Juda làm nên đồn lũy. Người xây Bethlehem, Etam, Thekoa, Bethsura, Soko, Adulam, Gác, Maresha, Sip, Adoraim, Laki, Aseka, Sorea, Ayalon và Hebron là những thành bền vững ở trong đất Juda và đất Benjamin. Người làm cho các đồn lũy ấy vững chắc, đặt những quan tướng ở đó chứa lương thực, dầu và rượu. Còn trong mỗi thành, người sắm khiên và giáo, làm cho các thành ấy rất bền vững. Đất Juda và đất Benjamin đều thuộc về người. Những thầy tế lễ và người Lê-vi trong khắp xứ Israel đều từ các miền họ ở đến cùng Roboam, vì các người Lê-vi lìa bỏ địa hạt các thành mình và sản nghiệp mình mà đến đất Juda và thành Jerusalem, bởi Jeroboam và các con trai người đuổi họ đi, không cho làm chức thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa. Jeroboam bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực và bò con mà người đã làm. Lại trong các chi phái Israel, phàm ai rắp lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Jerusalem đặng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong 3 năm, chúng làm cho nước Giu-đa vững chắc, giúp đỡ Roboam, con trai của Salomon trở nên cường thạnh, vì trong 3 năm ấy, chúng đi theo con đường của David và Salomon. Roboam lấy Mahalat, con gái của Jerimoth, cháu của David làm vợ, lại cưới Abihai, con gái Eliab, cháu của Isai. Nàng sanh cho người những con trai
là Giê-úc, Sê-ma-ri-a và Sa-ham. Sau nàng, người lại cưới Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm. Nàng sanh cho người Abia, Ác-thai, Si-sa và Sê-lô-mít. Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm hơn các hậu phi khác, vì người có lấy 18 hoàng hậu và 60 cung phi, sinh ra 28 con trai và 60 con gái. Rô-bô-am lập Abia, con trai Ma-a-ca làm trưởng, làm thái tử giữa anh em mình, vì người toan lập con ấy làm vua. Rô-bô-am cư xử cách khôn ngoan, phân tản các con mình đi ở khắp trong cõi Giu-đa và Bên-gia-min, nơi các thành bền vững, cấp cho chúng lương thực dư dật và cưới nhiều vợ cho. Chương 12. Xảy khi nước của Rô-bô-am vừa được lập vững bền và người được cường thạnh, thì người và cả Israel liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, vì chúng có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nên xảy ra trong năm thứ năm đời vua Rô-bô-am, Si-sắc vua Ê-díp-tô kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, có dẫn theo 1.200 cỗ xe và 6 vạn lính kỵ. Lại có dân Li-bi, dân Su-ri và dân Ê-thi-ô-bi từ Ê-díp-tô kéo lên với người, số không thể đếm đặng. Si-sắc bèn chiếm lấy các thành bền vững thuộc về Giu-đa, rồi đến tận Giê-ru-sa-lem. Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa đang nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc. Bây giờ, các kẻ làm đầu của Israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng: Đức Giê-hô-va là công bình. Khi Đức Giê-hô-va thấy chúng hạ mình xuống, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-ma-gia rằng: chúng nó đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt chúng nó, song sẽ giải cứu chúng một chút, và cơn giận ta sẽ chẳng cậy tay Si-sắc mà đổ ra trên Giê-ru-sa-lem, song chúng nó sẽ bị phục dịch hắn, hầu cho biết phục sự ta và phục dịch nước khác là có phân biệt thế nào. Si-sắc vua Ê-díp-tô kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Người đoạt lấy hết thảy, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn đã làm. Vua Rô-bô-am bèn làm những khiên bằng đồng thế cho và giao nơi tay các quan chánh thị vệ canh giữ cửa của cung điện vua. Hễ khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va, thì các quan thị vệ cầm khiên đến, đoạn đem nó lại vào phòng của quan thị vệ. Khi vua hạ mình xuống, cơn giận của Đức Giê-hô-va lánh khỏi người, không diệt hết thảy, và lại trong Giu-đa còn có sự lành. Ấy vậy, vua Rô-bô-am làm cho mình ra bền vững trong Giê-ru-sa-lem và trị vì. Vả, khi Rô-bô-am lên ngôi, tuổi đã 41, người cai trị 17 năm tại Giê-ru-sa-lem, tức là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài tại đó. Còn mẹ người tên là Na-a-ma, người đàn bà Ammon. Rô-bô-am làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Các công việc của Rô-bô-am từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách truyện của Sê-ma-gia đấng tiên tri, trong sách Y-đô đấng tiên kiến luận về gia phổ. Rô-bô-am và Giê-rô-bô-am hằng đánh giặc với nhau luôn luôn. Rô-bô-am an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành Đa-vít. Abia, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 13. Năm thứ 18 đời vua Jeroboam, Abia lên ngôi làm vua Giu-đa. Người cai trị 3 năm tại Jerusalem. Tên mẹ người là Mikaya, con gái của Urien ở Gibea. Abia và Jeroboam đánh giặc với nhau. Abia ra trận với một đạo chiến sĩ, 40 vạn người kén chọn. Còn Jeroboam dàn trận đối với người, có 80 vạn người kén chọn là lính chiến mạnh dạn. Abia đứng trên núi Semaraim trong miền núi Ephraim mà nói rằng: hỡi Jeroboam và cả Israel khá nghe. Bởi sự giao ước bằng muối,
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel đã ban nước Israel cho David và cho các con trai người đến đời đời. Các ngươi há chẳng biết sao? Dẫu vậy, Jeroboam con trai Nebat, tôi tớ của Salomon là con trai của David, bèn trỗi dậy phản nghịch cùng chúa mình. Những kẻ du đảng, đồ phàm hèn đều hiệp lại theo người. Chúng nó tự làm mình ra mạnh nghịch với Roboam con trai của Salomon. Còn Roboam thì trẻ tuổi nhát gan, không chống cự nổi chúng nó. Vậy bây giờ, các ngươi tưởng rằng các ngươi sẽ chống cự nổi nước của Đức Giê-hô-va đã ban cho các con trai của David. Các ngươi một đoàn đông lớn, có đem theo bò con vàng mà Jeroboam đã đúc làm thần của các ngươi. Các ngươi há chẳng có đuổi những thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va là con cháu A-rôn và người Lê-vi sao? Các ngươi có theo phong tục của các dân ngoại mà lập lấy những thầy tế lễ cho mình. Phàm ai đến đem một con bò đực tơ và bảy con chiên đực đặng dâng làm lễ thì được làm thầy tế lễ của những thần hư không. Nhưng về phần chúng ta, Giê-hô-va vẫn là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta chẳng có lìa bỏ Ngài. Những thầy tế lễ là con cháu của A-rôn đều phục sự Đức Giê-hô-va, và các người Lê-vi giữ phần việc của họ. Mỗi buổi sớm mai và buổi chiều, chúng xông của lễ thiêu và thuốc thơm cho Đức Giê-hô-va. Chúng cũng sắp bánh trần thiết trên bàn sạch sẽ, thắp các đèn của chân đèn vàng để nó cháy mỗi buổi chiều tối. Vì chúng ta vâng giữ làm theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, còn các ngươi lại bỏ đi. Này, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm đầu chúng ta, và những thầy tế lễ của Ngài cầm những kèn tiếng vang đặng thổi lên nghịch cùng các ngươi. Hỡi con cái Israel, chớ tranh chiến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, vì chẳng thắng được đâu. Nhưng Jeroboam truyền binh phục đi vòng đặng đến phía sau chúng. Vậy quân Israel ở đằng trước quân Giu-đa, còn binh phục ở đằng sau. Giu-đa xây ngó lại, kìa, giặc đã có phía trước và phía sau. Bèn kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va và những thầy tế lễ thổi kèn. Bây giờ người Giu-đa kêu la lên. Sải khi người Giu-đa kêu la thì Đức Giê-hô-va đánh Jeroboam và cả Israel tại trước mặt Abia và dân Giu-đa. Dân Israel chạy trốn trước mặt dân Giu-đa và Đức Chúa Trời phó chúng nó vào tay dân Giu-đa. Abia và quân lính người làm cho chúng bị thua trận cả thể. Có 50 vạn tinh binh của Israel bị thương ngã chết. Như vậy trong lúc ấy, dân Israel bị sỉ nhục, còn dân Giu-đa được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Abia đuổi theo Jeroboam, chiếm lấy những thành là Bê-tên và các hương thôn nó, Giê-sa-na và các hương thôn nó, Ép-rôn và các hương thôn nó. Trong lúc Abia còn sống, Jeroboam chẳng được cường thạnh lại. Đức Giê-hô-va hành hại người thì người chết. Còn Abia được cường thạnh, cưới 14 người vợ, sanh được 22 con trai và 16 con gái. Các công sự khác của Abia, những việc làm và lời nói của người, đều chép trong sách truyện của tiên tri Ido. Chương 14. Abia ăn giấc cùng tổ phụ mình và người ta chôn người trong thành David. Asa, con trai người, cai trị thế cho người. Trong đời người, xứ được hòa bình 10 năm. Asa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Vì người cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ và đánh đổ những tượng Asera. Người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài. Người cũng trừ bỏ những nơi cao và trụ thờ mặt trời khỏi các thành của Giu-đa. Nước được bằng an trước mặt người. Người xây những thành bền vững trong đất Giu-đa, vì trong mấy năm đó xứ hòa bình không có chiến trận, bởi Đức Giê-hô-va đã ban cho người được an nghỉ. Người bảo dân Giu-đa rằng, ta hãy xây cất các thành này, đắp vách tường chung quanh, dựng tháp, làm cửa và then, đang lúc xứ hãy còn thuộc về chúng ta. Vì chúng ta có tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta có tìm được Ngài, Ngài đã ban cho chúng ta bình an bốn phía. Chúng bèn xây cất và được thành công.
Asa có một đạo binh 30 vạn người Juda cầm khiên và giáo, và 28 vạn người Benjamin cầm thuẫn và dương cung. Hết thảy đều là người mạnh dạn. Serach người Ethiopia kéo đạo binh 100 vạn người và 300 cỗ xe ra hãm đánh người Juda và đi đến Maresha. Asa ra đó người, dàn trận tại trong trũng Sephata gần Maresha. Asa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà rằng: Lạy Đức Giê-hô-va, trừ ra Chúa, chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, xin hãy giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi nương cậy nơi Chúa. Ấy là nhân danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân này. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài là Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ để loài người thắng hơn Chúa. Đức Giê-hô-va bèn đánh dân Ethiopia tại trước mặt dân Giu-đa và vua A-sa. Quân Ethiopia chạy trốn. A-sa và quân lính theo người đều đuổi chúng cho đến Gera. Quân Ethiopia ngã chết nhiều, đến đổi chẳng còn gượng lại được, vì chúng bị thua trước mặt Đức Giê-hô-va và đạo binh của Ngài. Người Giu-đa đoạt được của giặc rất nhiều, cũng hãm đánh các thành chung quanh Gera, vì sự kinh khiếp của Đức Giê-hô-va giáng trên các thành đó. Rồi quân lính A-sa cướp lấy hết thảy của cải trong các thành ấy, vì trong nó có của cải rất nhiều. Lại cũng đánh phá các chuồng súc vật, bắt đem đi rất nhiều chiên và lạc đà, đoạn trở về Jerusalem. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.